Chào quý vị và các bạn, hôm nay là một buổi sáng cuối tuần nữa rồi quý vị ơi. Nhanh quá, một tuần nó qua thì thật là nhanh luôn. Tôi cứ loay hoay lại thấy cuối tuần, loay hoay lại thấy cuối tuần. Một tuần nó qua thật là nhanh. Nên là mình bận rộn quá đi thành nó thấy vậy vậy. Nhưng mà như vậy thì mình lại mau lãnh lương quý vị nha. Tôi là cứ thoắt cái là lại lãnh lương. Nhưng mà nhiều khi mình bận quá, thành ra cứ thấy cuối tuần, ủa mới cuối tuần đây, bữa nay cuối tuần nữa. Thì hôm nay cuối tuần trời nó nắng đẹp nè, tôi cũng đi ra vườn chơi thăm mấy cái cây cối của mình. Thì thưa quý vị, đây là cái đám ngò rí của tôi, nó đã ra hoa rất là nhiều. Cái đám này là tôi để lấy hạt đó quý vị, để sang năm tôi gieo nữa. Và đây là cái đám nó đã đóng hạt nè, cái mấy cái hạt này thì nó đã khô rồi đó, thì là tôi sẽ cắt vô để trong nhà để sang năm tôi có hạt tôi lại gieo giống đó quý vị. Đó quý vị xem, cây cối thì mùa này bây giờ nó hoang tàn nhiều lắm rồi quý vị. Đây là chẳng hạn như quý vị thấy, đây là cây húng quế của tôi. Húng quế thì bây giờ nó lặn, nó bắt đầu cái lá nó bị vàng rồi và nó có hoa, thì tôi cũng để nó có hoa để mình làm giống cho sang năm đó quý vị. Và đây thưa quý vị là cây mướp Mỹ zucchini. Mấy hôm nay trời lạnh thì như quý vị thấy cái lá nó cũng bị cháy khô quý vị. Thành ra cái này thì chắc tuần này tôi cũng dẹp thôi. Nhưng mà như quý vị thấy ở kia nó cũng vẫn còn một cái quả. Đây, để tôi quay lại bằng quý vị xem, nó cũng vẫn có cái quả đây. Nhưng mà quả này là quả cuối mùa rồi quý vị ơi. Thôi thì kệ nó đi. Mùa đông đến, sắp đến rồi, mùa thu. Mùa thu thì nó bắt đầu cây cối nó hoang tàn như vậy thôi. Ở xứ lạnh ấy, cái thời gian nó ngắn lắm quý vị. À, cái vàng Morning Glory, cái hoa này như tiếng Việt Nam mình gọi là hoa bìm bìm thì phải, thì nó vẫn còn nở hoa quý vị. Đó. Hoa thì màu tím rất là dễ thương. Tôi thì tôi trồng cái loại này tại cái màu tím này là cái màu nó nguyên thủy ở cái vùng này đó quý vị, thành ra nó mọc rất là mạnh. À, cái loại này nó có màu màu xanh và màu hồng nữa. Nhưng mà hai mấy cái màu đó trước tôi cũng có trồng nhưng mà nó khó trồng lắm quý vị ơi, nó mau chết lắm. Nên bây giờ tôi trồng toàn cái màu tím này không thôi. Đây là cái vườn bí đỏ của tôi đó quý vị. Bí đỏ nó đã bị lạnh và cái lá nó cháy xe hết trơn rồi. Hôm nay là coi như là tôi còn bao nhiêu quả thì tôi hái vô hết xong rồi tôi dẹp nó luôn quý vị. Tại vì nó lạnh quá rồi. Nó buổi tối nó bắt đầu nó xuống 0 độ mà nó ban ngày nó cũng khá lạnh nên là mình cũng không có thể nào mà che chắn được mãi. Nên là thôi tôi hái vô xong rồi mình dẹp luôn quý vị ơi. Quý vị thấy mùa thu nó bắt đầu nó đến rồi đó. Thành ra cây cối nó hoang tàn hết trơn. Quý vị thấy cái hàng rào hoa của tôi phía sau nó đã đen thui hết. Chỉ còn một số hoa phlox nở muộn nó còn thôi. Còn thì nó hoang tàn hết. Thấy không? Nó lạnh đến nỗi mà cái lá của cái cây cây này là cây bạc hà đó quý vị. Mà nó lạnh mà cái lá quý vị thấy không? Nó bị luộc chín luôn rồi quý vị. Đó quý vị thấy. Đó. Thành ra mấy cái loại cái này thì nó chết thôi quý vị ơi. Thì chúng tôi cũng còn nhiều thì cắt vô ăn, không thì thôi thì nó chết thì bỏ. Quý vị thấy không? Nó lạnh đến nỗi cái lá nó bị chết đó quý vị, nó mềm xèo vậy luôn nè. Đó, để chia sẻ với quý vị những cái hình ảnh mà trồng cây cối ở cái xứ lạnh. Mình ở xứ nóng như Việt Nam hay các tiểu bang ở phía bắc ở phía nam của nước Mỹ thì không bao giờ thấy những cái hình ảnh này. Thành ra tôi cũng quay để chia sẻ với quý vị. Chỉ riêng có hoa vạn thọ quý vị. Vạn thọ là hoa của mùa thu. Thành ra đây cũng chia sẻ cho quý vị, mặc dù các cây cối kia thì chết hết nhưng mà vạn thọ thì vẫn nở rất là sai. Và như quý vị để ý, càng trời mà càng lạnh, nghĩa là đừng có lạnh quá nhưng mà cứ khoảng 0 độ này nọ thì cái hoa nó rất là sai và cái hoa nó to lắm quý vị. Tại vì cái nhiệt độ đó là nhiệt độ thích hợp cho những cái loại hoa vạn thọ như thế này. Đây là dạ yến thảo màu tím, là cái bụi hoa coral bell. Coral bell mùa này nó vẫn có hoa quý vị, nhưng mà hoa nó thì nhỏ 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 thôi. Đây, để tôi zoom lại gần quý vị xem cái hoa của coral bell nhỏ nhỏ như thế này thôi quý vị.
Nhưng mà nó nhìn nó cũng hay, tại vì cái lá của nó có màu màu nâu nâu đó, nó tạo cho mình một cái nhìn khác biệt ở trong những cái cây khác. Thì sau đây tôi sẽ lốt lên một cái số hình về những cái hoa của mùa thu để quý vị xem nha. Đây thưa quý vị là một chút xíu hình ảnh về cái cây cô bé ánh mặt trời nhỏ này quý vị, cô bé ánh mặt trời đó. Thì thưa quý vị, những cái hoa nó đã nở rồi và bây giờ thì nó đen thui như thế này, nó kết hạt đó quý vị. Những cái đen đen này là những cái hạt. Nhưng mà như quý vị để ý khi mà trời lạnh đó thì những cái lá của nó đổi qua màu đỏ. Thì rất là đẹp quý vị ơi. Đó là lý do mà mặc dù nó đóng hạt rồi mà tôi vẫn để một thời gian nữa, chắc vài tuần nữa tôi mới nhổ nó. Tại vì nếu không mấy cái hạt này nó rụng ra thì nó sẽ ra cây rất là nhiều. Mà cái giống này thì tôi đã có đủ rồi nên là tôi chỉ trồng nó hạn chế thôi. Nhưng mà hiện thời thì như quý vị thấy đây, cái màu sắc nó rất là đẹp. Màu xanh trộn lẫn với màu hồng, màu đỏ, rồi có những cái chấm chấm màu đen. Thì nó rất là đẹp, do đó chúng tôi vẫn để một thời gian nữa để tạo một cái nhìn khác biệt đó quý vị. Và thưa quý vị, đây là 10 giờ quý vị. 10 giờ nó bây giờ nó cũng lạnh rồi. Nên là nó nở cũng không có được rộ lắm. Nhưng mà nó vẫn nở lai rai quý vị. Bây giờ là buổi trưa đó quý vị. Buổi trưa đó thành ra là mấy chú ong chú có vẻ hoạt động nhiều hơn. Và như quý vị thấy ở cái bụi này thì ong nó cũng nhiều hơn đó quý vị. Đây, hai cái bụi Serum Joy màu đỏ bordeaux của tôi quý vị xem. Mấy chú ong, mấy chú rất là hoạt động, chăm chỉ kiếm mồi. Quý vị xem, siêng năng cần mẫn. Tôi phải học cái siêng năng của mấy chú ong này mới được. Mấy chú siêng năng quá đi thôi. Tôi ước gì tôi cũng siêng năng như các chú ta. Sau mấy hôm trời lạnh đó quý vị, đêm xuống tới gần 0 độ C, hôm nay thì trời có vẻ ấm hơn vì có nắng lên đó quý vị. Ở đây mà có nắng lên là trời nó ấm thấy rõ luôn đó quý vị ơi. Không có nắng một cái trời mà nó có mây mù, nó lạnh lắm.